Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Thanh Tuyền, bạn Cánh Cụt, bạn Hợp Vũ cùng với bạn Lê Phan, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Celica ở trong mùa giải S2 2024 này nhé. Trong bản cập nhật mới Reset Rank ngày hôm nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều vị tướng được thay đổi. Và một trong số những cái vị tướng mà mình nghĩ sẽ là tâm điểm của mùa này đó chính là vị tướng Celica. Một vị tướng xạ thủ mà dạo trước thì cũng có một cái phần người ta gọi là hơi out meta một tí. Nhưng trong phiên bản lần này thì chúng ta đã có một sự update đến từ nhà phát hành, đến từ chiêu cuối của vị tướng Celica, khi cho phép vị tướng này có thể tăng cái khả năng cơ động khi chúng ta bật chiêu cuối. Ngoài ra trong mùa giải lần này, nếu anh em đạt ở rank vàng và đánh đủ 10 trận, chúng ta chắc chắn cũng sẽ nhận được một bộ trang phục thưởng hạng của vị tướng Celica. Thế nên anh em nào mà còn đang phân vân khi không biết chơi vị tướng xạ thủ nào ở trong mùa này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc với vị tướng Celica này nha. Một vị tướng xạ thủ có một cái lượng chí mạng mà mình có thể khẳng định với anh em rằng là cao nhất ở trong Liên Quân khi đến từ cơ chế nội tại bắn dồn, có nghĩa là càng bắn tỷ lệ chí mạng của vị tướng Celica càng tăng và nó tăng theo phần trăm. Đó, và gần như ở giai đoạn cuối trận mình có thể đảm bảo với anh em rằng nếu anh em có đủ 3 món trang bị chí mạng, chúng ta có thể cường hóa cái tỷ lệ chí mạng của vị tướng Celica lên thành 100%, có nghĩa là bắn phát nào cũng ra chí mạng. Còn đến với ưu điểm thứ hai của vị tướng Celica thì nó cũng là một cái chất tướng xạ thủ mà mình đánh giá nó cũng phải ngang ngửa với vị tướng Elsu về khả năng kiểm soát tầm nhìn, hay chính xác là khả năng check bụi check map rất là tốt đến từ chiều 2. Đó, Elsu thì chúng ta có một cái lợi thế là đặt mắt và chúng ta soi được những cái phạm vi xung quanh. Còn vị tướng Celica thì cũng như vậy nhưng đặc biệt hơn một tí. Chúng ta muốn soi được bụi thì chúng ta phải đặt chiêu 2 của vị tướng Celica vào trong bụi thì chúng ta có thể kiểm soát được tầm nhìn của full ghi bụi đấy. Một cái cơ chế mà mình thấy cũng rất là hay. Hiện tại như anh em đang nhìn thấy trên map thì mình cũng đã đặt những cái quả mìn của vị tướng Celica vào bụi trên rồi, và gần như là cái tầm nhìn của team bạn đang được mình kiểm soát. Muốn gank được vào mình thì cũng không hề đơn giản một tí nào, gank là bị chúng ta phát hiện. Và bây giờ thì sẽ là một cái pha sử dụng pháo thần công của vị tướng Celica. Hơi tiếc một tí là chúng ta không ăn được mạng. Rồi, và sau khi bật xong pháo thần công thì mình cũng sẽ ngay lập tức rút lui. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá cũng sẽ rất là dễ trở thành những cái mục tiêu sống cho những cái vị tướng sát thủ, hoặc là những mục tiêu có cái sát thương mạnh của team bạn dồn đến chúng ta. Đó, nói chung là sẽ có cả lợi cả hại nha. Lợi thì là sát thương nhiều và cái tầm bắn rộng, nhưng mà hại đó chính là cái khả năng cơ động của chúng ta sẽ không được quá cao, và chúng ta sẽ bị cố định lại đúng một cái vị trí duy nhất. Trước tiên đến với lối chơi của vị tướng Celica trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta cũng sẽ nói sơ qua một tí về cái bộ chiêu thức của vị tướng Celica nha. Để cho anh em nào mà đang tập chơi hoặc là chúng ta đang đối đầu với vị tướng Celica thì chúng ta cũng hiểu rõ được cái bộ thông tin chi tiết của vị tướng này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại bắn dồn của vị tướng Celica. Bắn dồn có nghĩa là mỗi lần chúng ta bắn thì chúng ta sẽ có một cái nội tại bên dưới. Như anh em đã nhìn thấy là chúng ta sẽ được kích hoạt tối đa là 5 lần nội tại. Và mỗi điểm nội tại này thì nó sẽ tăng thêm cái phần trăm tỷ lệ chí mạng cho vị tướng Celica. Ngoài ra là chúng ta cũng được thêm cả công vật lý nữa. Thế nên là khi chơi vị tướng Celica này thì mình cũng có một cái mẹo rất hay dành cho anh em. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái pha truy bắt thành công đến từ vị tướng Quillen, và thêm một cái pha mắt bão của vị tướng Anete nhưng mà chạy thoát không thành, không có tốc biến và cũng là người thứ hai lên bản đếm số của vực đường rồng. Tận dụng cái lợi thế này khi cái cặp đôi xạ thủ và AD của team bạn lên bản đếm số thì mình, chính xác là trợ thủ và AD, thế nên mình cũng sẽ cố làm sao ăn lính và ăn những cái con mục tiêu xung quanh để chúng ta xanh nhất có thể. Tầm này thì thật ra là chúng ta cũng chưa đến mức là có thể cân được đâu anh em. Tại vì chúng ta chơi chất tướng Celica cũng là một cái chất tướng xạ thủ mang cái tính chất là đánh về lết. Thành ra là chúng ta cứ bình tĩnh mà farm thôi, hạn chế combat quá là nhiều do đoạn đầu trận. Quay trở lại với cái mẹo lúc nãy mình vừa nói cho anh em ấy, đó chính là để tận dụng được tối đa sức mạnh cho vị tướng Celica. Đặc biệt là ở chiêu cuối nhá. Ui, pha này có một cái pha bọc sau của Van Hên và mình không để ý cho lắm. Và chúng ta cũng đang bị cầu máu rất là rét. May mắn là chạy được, nhưng chạy được cái turn này rồi thì chúng ta cũng sẽ phải bỏ lỡ một cái turn lính. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ móc sau thôi để ăn nốt hai con lính này, hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta bị thọt. Sau khi ăn xong hai con lính thì mình cũng sẽ biến về sâu sâu một tí ở cái trụ 2 và chúng ta biến về, hạn chế được những cái pha gank của vị tướng Van Hên và vị tướng Krynak. Để tối đa được cái mẹo này thì anh em hãy nhớ cho mình nha, là trước khi chúng ta bật chiêu cuối chúng ta hãy cố làm sao lấy được 5 điểm nội tại hoặc ít nhất là 4 điểm nội tại, bằng cái cách là anh em tấn công vào lính cũng được, vào quái rừng cũng được, miễn là làm sao để chúng ta có 4 đến 5 điểm nội tại ngay lập tức chúng ta bật chiêu cuối lên. Sau khi bật được chiêu cuối chúng ta lại sử dụng chiêu cuối đấy tấn công vào tướng địch thì cái sức mạnh của vị tướng Celica cũng sẽ được tối ưu hóa một cách mạnh mẽ nhất. Chứ còn ví dụ trong trường hợp mà chúng ta chưa có nội tại mà chúng ta bật chiêu cuối lên thì thật ra là bắn cũng được, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải mất một quãng thời gian kha khá để chúng ta tích lại những cái lần nội tại cho vị tướng Celica. Còn đến với chiêu 1 bùng nổ của vị tướng Celica, với chiêu thức này thì vị tướng Celica sau khi kích hoạt chúng ta sẽ được tăng tốc,
Với chiêu này thì mình chắc chắn với anh em rằng là rất ít anh em lên mắc đầu tiên, mà chủ yếu sẽ lên mắc cái chiêu 2. Nhưng với cá nhân mình, để chơi mạnh nhất cho Celica thì chúng ta lên mắc cái chiêu 1 này đầu tiên nha. Rồi và tiếp tục một cái pha bảo kê của vị tướng Anete. Nhưng mà có lẽ cái kèo đấu này thì là không phù hợp lắm cho team bạn, khi bảo kê cho Van Hên là một cái vị tướng trợ thủ, không có cái khả năng tanh cơ chống chịu thì thành ra rất là khó tạo cho Van Hên một cái thế bắn tốt. Mà nhiều khi Van Hên muốn bắn tốt thì team phải lên keo, nhưng mà Anete thì chủ yếu sẽ chơi theo cái phong cách là núp sau thôi. Thế nên Van Hên trận này thì mình nghĩ chắc chắn cũng sẽ không thể hiện được tối đa cái sức mạnh của vị tướng này. Với chiêu 1 bùng nổ của vị tướng Celica, chúng ta cũng nên nhớ là có một cái nội tại phụ nha, chính xác là nội tại tăng công vật lý. Thế nên là như anh em đang nhìn thấy trên clip thì mình sẽ lên mắc cái chiêu 1 cho vị tướng Celica. Đó giúp cho cái vị tướng Celica được bắn đau hơn. Có nghĩa là khi chúng ta lên chiêu 1 thì chiêu đánh thưởng, chính xác là chiêu 3 của chúng ta được đau hơn, và đánh thưởng của chúng ta cũng sẽ được đau hơn. Nó lợi hơn chiêu 2 rất là nhiều. Chiêu 2 thì thật ra là sát thương nó sẽ không nhiều đâu anh em, bắp giáp thì cũng không cao, được cái là chúng ta soi map thôi. Mà soi map thì nó cũng chỉ cần có chiêu là được, chứ chúng ta cũng không cần phải lên mắc sớm để làm gì. Tiếp tục đến với chiêu 2 của vị tướng Celica có tên là mìn định vị. Với chiêu thức này thì hôm nay mình đã nói qua rồi, khi chúng ta đặt cái chiêu 2 của vị tướng Celica vào trong bụi thì chúng ta có thể soi được tầm nhìn tất cả ở trong bụi đấy. Ngoài ra là chúng ta cũng sẽ phát hiện được kẻ địch nếu mà dẫm phải kẻ địch đấy, có nghĩa là được soi mắt đấy anh em nếu mà kẻ địch dẫm phải. Bên cạnh đó, kẻ địch nào mà dẫm phải quả mìn đấy cũng sẽ bị nhận sát thương, đồng thời là Celica cũng sẽ được tăng một cái lượng giáp nhỏ và khá khá nha. Đó, chiêu 2 thì chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và ở đường trên thì có vị tướng Veret, và Veret đang hồi phục và chạy cũng là không kịp. Đó, sát thương của mình bây giờ thì mình cũng có nghĩ là đau ở đây anh em, khi bây giờ mình thấy cái tình hình hiện tại là chúng ta đang chênh lệch đâu đó khoảng 2 level so với team bạn. Người cao nhất của team bạn bây giờ thì chắc mới có level 8 mà thôi, và chúng ta đã level 9 mất rồi, và liên tục là xả đạn đến từ chiêu cuối pháo thần công, rất là đau. Đó, ăn được mạng của vị tướng NST và vị tướng Natalia. Cuối cùng đến với chiêu cuối pháo thần công của vị tướng Celica. Với chiêu thức này thì như lấy chúng ta cũng đã nói sơ qua một tí, có nghĩa là khi dùng chiêu thức, vị tướng Celica sẽ được lướt lên một đoạn, và cái tốc bắn của cái chiêu pháo thần công này thì sẽ phụ thuộc vào lượng tốc đánh của anh em. Có nghĩa là chúng ta tốc đánh càng nhiều thì cái tốc độ xả đạn của vị tướng Celica sẽ càng cao. Thế nên khi chơi vị tướng Celica này thì gần đây mình ngay thiên về chơi theo phong cách là phun tốc đánh cho vị tướng Celica. Khi chúng ta kết hợp từ cái món trang bị giày du mục này, kết hợp với kẻ vuốt hung tàn, và thêm đó là cái món trang bị diệt thần cung, ba món trang bị này thì sẽ giúp cho vị tướng Celica đảm bảo một cái lượng tốc đánh rất là lớn. Còn trận nào mà anh em gặp phải nhiều không chế quá thì chúng ta có thể đổi slot đầu tiên từ giày du mục sang giày kiên cường, thì theo cá nhân mình nó cũng rất là ổn. Nhưng mà thường thường nếu mà trận nào không khống chế thì anh em cứ lên như mình nhé, đảm bảo là vị tướng Celica sẽ rất là mạnh, bắn cũng rất là đau. Tổng quan qua từ một cái bộ kỹ năng như vậy thì đây chúng ta sẽ rút ra cái lối combo dành cho vị tướng Celica. Đó chính là khi anh em gặp tướng địch hoặc là những cái pha như thế này chẳng hạn, chúng ta muốn công trụ nhá, thì chúng ta ít nhất là bắn khoảng vài lần vào tướng địch hoặc là vào quái rừng. Sau đó chúng ta bật chiêu cuối, chúng ta ngồi ngoài, chúng ta công vào trụ thì nó sẽ rất là mạnh. Combo của Celica đơn giản thôi anh em. Đó, thế nên là khi chơi vị tướng này quan trọng là chúng ta phải tìm một góc bắn thật là đẹp nha. Đó, chỉ cần sau vài pha bắn cơ bản chúng ta đã ăn được vị tướng Natalia, và thêm nữa là Anete, và người cuối cùng là vị tướng Krynak. Và mình nghĩ là chúng ta có thể win luôn đấy, tại vì tầm này thì cũng rất là xanh rồi. Và cố win sớm để tránh hạn chế những pha kéo lết đến từ team bạn. Và clip của mình và vị tướng Celica ở trong mùa giải S2 2024 thì đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy cho mình để lại một like, đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Và lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.